Toàn cảnh lễ cưới riêng tư tại Đà Lạt của Midu chính thức hé lộ, vi rùa râu rể cực phẩm, không gian như cổ tích. Trước thềm hôn lễ chính thức vào cuối tháng 6 năm 2024 thì Midu và thiếu gia Minh Đạt đã tổ chức buổi tiệc riêng tư tại Đà Lạt hồi đầu tháng 5. Hôn lễ này có Mai Phương Thúy, Quốc Trường, Tico Tiến Công, vợ chồng Kiều Ngân, Johnny, cùng một vài người bạn thân thiết của cô dâu tham dự. Tuy nhiên, cặp đôi yêu cầu khách mời phải bảo mật hình ảnh và diễn biến bên trong đám cưới. Vì thế, gần một tháng trôi qua, những khoảnh khắc trong hôn lễ riêng tư của Midu và Minh Đạt vẫn được giữ kín bưng. Cho đến tối ngày 6 tháng 6, một số hình ảnh xịn sò bên trong ngày trọng đại của Midu đã được lan truyền trên mạng xã hội. Cô dâu diện chiếc váy trắng, đeo vòng cổ ngọc trai và cầm hoa cưới kết từ nhiều loại hoa mang thông điệp về tình yêu đẹp, cầu mong may mắn và hạnh phúc. Minh Đạt gây ấn tượng bởi vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm và được nhận xét xứng đôi vừa lứa với Midu. Cặp đôi cùng mỉm cười rạng rỡ, nắm tay nhau thề nguyện trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân. Không gian lễ đường của Midu ngập tràn hoa tươi, có màu xanh và trắng làm chủ đạo. Qua loạt ảnh hiếm này, có thể thấy Midu và Minh Đạt đã thực sự có một hôn lễ rất ấm cúng, trọn vẹn bên những người thân yêu. Được biết, trong lễ cưới đặc biệt này, cô dâu đặt vé máy bay, thuê cả khu resort riêng tư để khách mời đến Đà Lạt vừa nghỉ dưỡng vừa dự tiệc. Là một trong những khách mời dự đám cưới này, Mai Phương Thúy từng chia sẻ trên trang cá nhân, tất cả chúng ta, dù thanh xuân có ngược xuôi ngang dọc, cuối cùng vẫn luôn chọn đúng người. Còn Hoàng Mỹ Ngọc nhắn nhủ bạn thân, hạnh phúc nhé và hé lộ bó hoa cưới ý nghĩa của Midu. Midu và doanh nhân Minh Đạt lần đầu xuất hiện chung tại một sự kiện giải trí vào tháng 3 năm 2023. Đến tháng 1 năm 2024, cặp đôi đến Pháp để chụp ảnh cưới và đặt may váy cưới của một thương hiệu nổi tiếng. Hôn lễ quy tụ dàn sao khủng của Midu và chồng sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tới. Chồng Midu học và tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học California University of California, Mỹ. Hiện anh đảm nhận vị trí giám đốc điều hành chi nhánh tại Mỹ thuộc công ty nhựa của gia đình. Vào năm 2023, công ty nhà thiếu gia Minh Đạt nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Cách đây ít hôm, Midu chính thức xác nhận danh tính chú rể và cho biết chuyện tình cảm của cả hai được gia đình, bạn bè ủng hộ. Nữ diễn viên đăng ảnh cưới ở Pháp và bày tỏ, hạnh phúc không cần ồn ào, hạnh phúc nằm ở những điều thầm lặng chúng mình dành cho nhau mỗi ngày. Cảm ơn anh và cảm ơn sự yêu thương của hai bên gia đình đã nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình một cách trọn vẹn và ngọt ngào nhất. Báo cáo ngắn gọn với cả nhà chú rể kém mình 1 tuổi, độc thân và chưa từng lập gia đình.